Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chung giữa người và động vật do virus gây ra. Trong nhiều năm qua, các ngành, các cấp đã có nhiều hình thức tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật và người đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh dại tiếp tục xảy ra và gây bệnh trên người trong thời gian đến là rất cao. Quảng Nam đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền bệnh dại, đặc biệt là xây dựng mô hình vùng an toàn bệnh dại ở phường Minh An, thành phố Hội An. Đề cập đến những nội dung này, chuyên mục Nhịp điệu cuộc sống hôm nay có phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi Thú y và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 ổ dịch dại trên động vật ở các xã Đại Hòa, Đại Thắng, Đại Chánh, huyện Đại Lộc, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước và phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. Trong năm, có gần 3.500 người phải đi điều trị dự phòng bệnh dại. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm 2024, số người bị chó mèo cắn đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để điều trị dự phòng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong do dại trên người chủ yếu là do người bị động vật mắc bệnh dại cắn nhưng không rửa vết thương và không được điều trị y tế kịp thời. Điều này đến từ sự chủ quan và ngộ nhận của một số người dân trong vấn đề tiêm phòng bệnh dại sau phơi nhiễm. Ở đây á, là vì là cái nhận thức của nhân dân là mỗi người có một cái nhận thức khác nhau. Chính vì thế mà khi họ cũng có nhiều cái ngộ nhận. Cái ngộ nhận thứ nhất á, là khi mà họ bị chó dại cắn thì họ không có nghĩ là họ cứ nghĩ là đó là cái mà chó bình thường thôi chứ cũng không phải là gây cái nguy hiểm gì, cho nên có thể họ sẽ không có đến cái y tế để mà tiêm phòng. Cái ngộ nhận thứ hai nữa là họ nghĩ rằng á, là cái con chó đó là có thể là ở gần nhà, cho nên họ biết được là nó không bị mắc bệnh dại hoặc là chó đã được tiêm phòng rồi thì nó sẽ không bị dại. Và cái họ nghĩ là cái thuốc mà để tiêm phòng dại á, là cái thuốc này là gây nguy hiểm đến cái việc là con người, nhất là các em học sinh trong độ tuổi đi học á, thì nếu tiêm phòng chó dại á, thì sẽ bị là ảnh hưởng đến vấn đề học tập. Chính vì thế mà họ không dám cho con họ đến mà tiêm phòng chó dại khi mà bị chó cắn. Vaccine dại hiện nay là vaccine Verora, vaccine tế bào, không ảnh hưởng gì đến việc phát triển cũng như là trí tuệ của đối với lại người khi mà tiêm vaccine phòng dại. Không có cái phản ứng phụ của nó xảy ra, chỉ là phản ứng phụ đối với lại cơ địa của từng người như là có thể là sưng đau tại chỗ thôi, chứ còn những cái phản ứng không có những cái phản ứng lâu dài đối với vaccine dại. Hiện nay vaccine dại thì có rất nhiều các vaccine dại của các nhà sản xuất, và các vaccine dại này đều là những cái vaccine rất là an toàn và đã được kiểm định cũng như là cho phép sử dụng của Bộ Y tế. Nguyên nhân gián tiếp của bệnh dại ở người là do tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó mèo còn quá thấp. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo năm 2023 toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 18% trong tổng đàn gần 135.000 con. Trong đó, chỉ có 4 địa phương tiêm đạt tỷ lệ trên 70% theo quy định, gồm huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ. Mặc dù ngành thú y đã có nhiều cố gắng, hàng năm phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm phòng, song hầu hết chó nuôi theo phương thức thả rông, người nuôi chó không hưởng ứng nên tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại tính trên tổng đàn chó mèo vẫn còn rất thấp, nhất là ở các huyện miền núi. Địa bàn huyện Đức thì cũng là miền núi thấp và địa hình rất phức tạp. Về khó khăn thứ nhất là về công tác về kê khai. Kê khai thì người dân thì huyện Đức thì một số là xã thì thuộc có bà con là người đồng bào, cho nên là cũng rất ít tức là phối hợp về công tác kê khai chăn nuôi chưa được đảm bảo, cho nên là cũng công tác quản lý nó chưa được đạt cái hiệu quả cao. Cái thứ hai là về tiêm phòng thì phần lớn là nuôi với cái đặc thù là nuôi từ 1 đến 3 con. Đó, thì một số người dân là đi mua vaccine thì nó cũng ngại. Ví dụ như mua 1 cô liều, 2 liều thì mình tiêm nó rất chi là gặp phải khó khăn cái này. Đứng trước những khó khăn này, thời gian qua, các ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền và xây dựng các vùng an toàn bệnh dại. Những hình ảnh này chúng tôi ghi được trong một lần đến huyện miền núi Nam Giang. Chiếc xe tuyên truyền lưu động này thường xuyên đi đến các vùng dân cư để thông tin về nguy cơ mắc bệnh dại và những khuyến cáo để người dân tự bảo vệ bản thân và chung tay góp phần phòng chống bệnh dại trong cộng đồng. Hàng năm được sự quan tâm của Thường trực Ủy ban nhân huyện
đã quan tâm về công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn huyện Nam Giang. Thì hàng năm thì Ủy ban nhân huyện đã bố trí kinh phí ngay từ đầu năm là 50 triệu đồng phục vụ cho công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn huyện. Ngoài ra thì huyện đã có nhiều văn bản gửi cho các địa phương để tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác tiêm phòng dại để phòng chống bệnh dại trên địa bàn. Hàng năm thì Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao của huyện tiến hành tuyên truyền lưu động bằng xe tuyên truyền lưu động về phòng chống bệnh dại. Ngoài ra thì sẽ phát trên loa phóng thanh hàng ngày tại các địa phương để cho nhân dân hiểu biết về cái công tác phòng chống bệnh dại. Từ đó nhân dân ý thức và triển khai công tác tiêm phòng. Bên cạnh tuyên truyền lưu động, cán bộ thú y của Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện còn phối hợp cán bộ thú y xã tổ chức đến tận nhà để tiêm phòng dại cho chó mèo của người dân. Thông qua tuyên truyền, một số người dân đã có ý thức hơn về việc tiêm phòng nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ thú y. Tuy nhiên, do điều kiện miền núi, đời sống của người dân còn khó khăn, khi nuôi nhiều chó mèo, không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để chi trả tiền tiêm phòng. Đây cũng là một thách thức rất lớn của Nam Giang, cũng như nhiều địa phương miền núi khác, và cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm phòng ở các huyện miền núi đạt thấp. Đây là lễ trao giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại cho phường Minh An, thành phố Hội An vào cuối năm 2023. Căn cứ chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030 với nhiều mục tiêu. Trong đó có mục tiêu xây dựng ít nhất 5 vùng an toàn dịch bệnh dại cấp xã ở thành phố Hội An, 3-5 vùng bệnh dại cấp xã ở thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và các địa phương có khu du lịch, đông dân cư. Minh An là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt được chứng nhận này. Chọn phường Minh An để làm mô hình điểm để xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh động vật rất là dài á, thì lý do đó là phường An là cái phường trung tâm của phố cổ Hội An, trung tâm của cái khu du lịch, nên là cái lượng du khách đến đây hàng năm rất là đông, thì cái việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh nó có cái ý nghĩa rất quan trọng trong cái việc là đảm bảo cái sức khỏe an toàn dạy cho người dân địa phương cũng như là kể cả là du khách. Một cái lý do nữa là phường Minh An thì về cái hệ thống tổ chức trong đó có bộ thú y là cơ bản là cũng đạt được yêu cầu, rồi cái nhận thức của người dân trong địa bàn phường cũng tương đối là tốt. Trong quá trình nuôi chó mèo thì người ta đã nhiều năm qua người ta chấp hành cái việc tiêm phòng vaccine tương đối là tốt. Nội dung xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại được thực hiện 12 nhóm chỉ tiêu, trong đó đặc biệt vấn đề quản lý đàn chó mèo rất được chú trọng. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ thú y và cán bộ khối phố, chủ nuôi chó mèo có trách nhiệm liệt kê nuôi chó mèo với Ủy ban Nhân dân phường Minh An theo đúng quy định của luật chăn nuôi, cam kết tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo nuôi, đeo rọ mõm cho chó, xích giữ chó khi dắt chó ra nơi công cộng. Ủy ban Nhân dân phường Minh An đã lập sổ quản lý chó mèo, cập nhật số liệu các hộ nuôi và tổng đàn chó mèo chi tiết đến từng hộ, tổng hợp báo cáo hàng quý về Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố. Chúng tôi cũng đã kết hợp với các cô chú ở khối phố cũng thực hiện quá trình là rà soát thống kê số lượng đàn chó ở các hộ nuôi. Trong quá trình điều tra thì thực sự là cũng không có gì là khó khăn. Nhân dân ở trên địa bàn phường họ cũng hợp tác và cũng cho chúng tôi về số liệu đàn chó cũng giống như thông tin của người chủ nuôi cũng như số điện thoại. Nên trong quá trình sau này khi kiểm tra tiêm phòng thì tiện không rất dễ dàng. Ủy ban Nhân dân phường Minh An thường xuyên tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bệnh dại đến cán bộ thú y cơ sở, tổ trưởng thôn, khối phố. Từ những cánh tay nối dài này, những thông tin, kiến thức về phòng chống bệnh dại đến với người dân thuận lợi hơn. Ngoài ra, thông qua các kênh truyền thanh cơ sở, đài truyền hình, báo viết, v.v. cũng đã cung cấp nhiều kiến thức cho người dân về phòng tránh bệnh dại. Một trong những tiêu chí quan trọng của vùng an toàn dịch bệnh dại là tỷ lệ tiêm phòng với yêu cầu đạt tối thiểu 70% tổng đàn chó mèo của toàn phường. 100% khối phố thuộc phường có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại chó mèo đạt từ 70% tổng đàn chó mèo trở lên.
Bản thân thì gia đình tôi thì cũng có nuôi hai con. Thì về cái thời tiết nắng nóng thì thường thường là nó dễ phát sinh ra những cái bệnh dạy tên chó. Thì với tinh thần như vậy thì mà bản thân tôi cũng xác định được cái việc này rất quan trọng, cho nên là cũng đăng ký để tiêm phòng. Là vừa thứ nhất là phòng ngừa cho gia đình, rồi cũng phòng ngừa cho những người xung quanh, rồi trong cả cộng đồng nữa. Thứ nhất là để đảm bảo được cái an toàn cho cả cộng đồng luôn. Phần lớn người dân nuôi chó mèo ở Minh An là nuôi thú cưng nên rất quan tâm đến vấn đề tiêm phòng. Qua vận động tuyên truyền, trong năm 2023, tỷ lệ tiêm phòng toàn phường đạt 82% tổng đàn chó mèo nuôi. Tất cả các khối phố đều đạt trên 70%. Thành phố An là thành phố, thứ nhất là thành phố du lịch. Thì cái tỷ lệ dân trí, trình độ dân trí cũng như là trình độ về các mặt về quy định về pháp luật trong công tác chăn nuôi, nhất là nuôi chó mèo hiện nay, thì chỗ An là địa phương có cái số lượng nuôi chó mèo mà để là làm thú cưng là chính là nhiều. Chính vì vậy á là họ tiêm phòng, họ thực hiện công tác tiêm phòng thì tỷ lệ cao. Sau tiêm vaccine phòng bệnh dạy 21 đến 35 ngày, phường Minh An đã phối hợp với chi cục thú y tổ chức lấy mẫu máu một lần trên đàn chó mèo để tiến hành giám sát sau tiêm phòng nhằm đánh giá đáp ứng miễn dịch. Mô hình xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dạy ở Minh An là tiền đề để thành phố nhân rộng mô hình và thúc đẩy các nội dung của việc triển khai dự án xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dạy, cũng như kế hoạch phòng chống bệnh dạy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030. Việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dạy của toàn thành phố Hội An á, thì hiện nay chúng ta đã xây dựng được phường Minh An rồi, tiếp tục duy trì và 12 xã phường khác còn lại của thành phố Hội An phải thực hiện các cái chỉ tiêu như là Minh An đã làm vừa qua. Thì để đạt được cái việc đó thì rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố, của Ủy ban nhân dân các phường xã trong cái quá trình mà xây dựng cái nhân rộng cái mô hình vùng an toàn dịch bệnh dạy á, thì cái việc công tác tuyên truyền vận động là hết sức quan trọng. Và một khi người dân đã ý thức được cái tầm quan trọng của đối với của bệnh dạy thì người ta tự giác chấp hành các biện pháp. Thì có như vậy thì cái việc xây dựng toàn dân bệnh dạy, vùng toàn dân dạy mới thành công được. Hy vọng rằng là từ cái thành công của phường Minh An thì trong thời gian tới thì các địa phương khác sẽ tiếp tục cái tiến trình xây dựng cái vùng toàn dân bệnh dạy động vật thuận lợi và đạt được mục tiêu ban tỉnh đã đặt ra. Hiện nay, tình hình dịch bệnh dạy tại các địa phương trong cả nước đang diễn biến phức tạp. Virus dạy vẫn còn lưu hành ở nhiều địa phương. Bên cạnh những cách làm hiệu quả như tuyên truyền lưu động ở các huyện miền núi hay xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dạy, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức của mình trong việc tiêm phòng dạy cho động vật nuôi, không thả rong chó mèo và nhanh chóng điều trị dự phòng ngay khi nghi ngờ chó mèo bị bệnh dạy cắn. Có như vậy mới hạn chế thấp nhất những nguy cơ do bệnh dạy gây ra và góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân cùng cộng đồng.